Đấy, ngọc cổ đấy. Tôi mà. Nấm của quý. Hôm nay anh em đi lấy đi. Nấm ngọc cổ các bác ạ. Vào cũng vào gần cuối mùa rồi. Này to rồi mà. To rồi. Phải được bình rượu rồi. Anh em làm đấy. Mỗi người một ba lô về để sấy. Ngâm rượu Tết và là gửi cho các bác. Ngâm tươi mình ngâm luôn được mà, nhưng mà ngâm tươi ngâm luôn được mà. Gửi đi xa không được đâu, nhưng mà nếu mà anh em gửi đi xa thì cái này phải hút chân không các bác ạ. Nó con gì ăn quý nhỉ? Thì nó ăn thì nó cũng bồi bổ sức khỏe ấy. Kiểu con kia nó cũng yếu nhỉ. Các bác ạ, đây này là cái dây ngọc cầu đây. Dây ngọc cầu thì nó sẽ sần sùi như thế này. Để cái lá nó thì lát nữa em sẽ chỉ cho các bác xem nhé, cái lá nó nhé. Đây là cái dây của nó. Ây. Ôi xa. Đây các bác. Đây này, khu này này. Một bụi to luôn. Mà cái này nó bị kiểu là già quá các bác ạ. Già quá nó đang phân hủy mất rồi. Ôi trời. Cong cả dao. Quý thì đang tìm bên kia rồi. Anh em sẽ chia ra mỗi người mỗi hướng để tìm. Đó. Cụm này nó già, nó phân hủy mất một nửa rồi quý ạ. Cụm này nó già, nó phân hủy mất một nửa rồi. Chắc tìm xung quanh này nó vẫn còn thôi. Kiểu nó lâu quá ấy. Tiếc nhỉ, cụ cái to thế mà giống một đứa nhỉ. Ui, tiếc rồi. Giờ loại những cái hỏng đi. Là hỏng thì ấy thì thôi. Thì mình lấy máy xịt thì xịt đi. Máy xịt xịt là nó ra hết mà. Cái ngọc cầu thì này thì nó tốt cả cây cả củ các bác ạ, chứ không phải là mỗi mình cái cây nó đâu, nấm nó đâu ạ. Đây. Thì tác dụng nó sẽ đi cả cây cả củ luôn. Được rồi. Mà anh em gửi thường sẽ gửi đều cả cây cả củ luôn đấy. Đùng. To đùng á. Được. Được bình á. Được bình á. Ui, từ từ thôi. Bình tĩnh cậu ơi. Được. Ui trời. Cái này là anh em đi muộn đấy các bác ạ. Nhưng mà đi sớm thì phát hiện thì dễ hơn. Bây giờ nó đã rồi. Cuối mùa rồi mà. Rám rồi. Tỉa xung quanh đi. Ê, nó có cái dây này, nó có cái dây này vướng này. Đấy, một bình rượu. Anh em sẽ kiếm một người ba lô các bác. Nay gần nhà thì anh em đi vậy thôi. Anh Ngân thì dạo này đang bận chuẩn bị đám cưới đó các bác. Hôm nay là 14 à? Hôm nay 14 thì đằng kia nữa. Đằng kia các bác. Hôm nay 14 thì anh Ngân cuối tháng này là đã đi nạp tài rồi, mùng 1, mùng 2 là cưới được các bác, mùng 1 đi nạp tài. Âm ấy là tức là 23 ấy. Đấy, 23. Hôm nay 13 rồi. Hôm nay 14 chứ. À, nay 14 rồi, thì không còn mấy ngày nữa đâu. Nên là dạo này anh Ngân sẽ tạm thời vắng mặt một thời gian. Một vài tập thì đấy thôi. Chụp ảnh đám cưới xong, là đăng ký kết hôn xong thì anh sẽ lại đi lại với anh em. Ô từ từ, nó gãy đấy. Nó có cả đám đấy. Các bác ạ. Nó có cả đám mà đi theo cái dây của nó ấy. Thì lia mắt xem. Có nhiều à? Một cục to lắm đây này. Một cục to chứ không phải một đám đúng không? Ồ, một đám luôn. Này, quý đi qua này. Đây, quý đi qua các bác ạ. Một gốc này, hai gốc, ba gốc này. Gốc này mới đẹp này, quý này. Đây này, nhìn cái đây này. Đây, cái đây này. Bốn gốc. Không đây. Là một đám luôn nhờ. Ồ, thế này lại có khi lại phải... mai lại phải đi lấy tiếp, phải lấy thêm ba lô nữa. Lấy bì đi, hôm nay còn mai lấy bì đi, không lấy bì đi rồi. Cái này tỉa xung quanh như là lên được hết. Cắt cái đoạn rễ thôi mà loại này. Nhưng mà nó đang ở sâu. Sâu. Như cái này thì nhổ được luôn các bác. Đây này các bác, này là cái rễ của nó đây. Rễ nó cho lủng lẳng này. Rễ của cây ngọc cầu. Đây nữa. Cắt quý. Cắt hộ cái. Cái này. Cái này thì nó không phải là một cục đâu. Không phải cục. Nó gần nhau thôi. Đấy. Đấy gần nhau thôi đấy. Sát nhau. Đấy.
Tha hồ nhá. Hôm qua anh em chiều bóc 5.000 con sâu chít để tẩm bổ cho anh Ân. Hôm nay anh em thì lại đi lấy nấm ngọc cẩu về cũng tẩm bổ cho Ân nốt. Tẩm bổ cho Ân nốt. Còn quý không biết khi nào. Cứ từ từ. Cứ bình tĩnh. Để tớ tính. Các cậu mà cứ giục tớ là tớ không tính được đâu. Đấy. Cứ từ từ đi. Chuyện đâu nó có đó. Đấy, à, cái này đẹp này. Ừ. Béo đẹp. Còn nữa không? Trên quý. Trên chỗ lúc nãy. Nhổ lên luôn à? Không phải đào luôn. Không phải đào luôn. Đấy. Thế thật là tiện quá. Quý lại phát hiện thêm bên này này. Đây, bên này này. Nó có cả đám mà. Em lia máy hơi nhanh các bác nhé, đoạn này. Đây này. Này, đoạn này thì vừa vừa đẹp luôn, vừa nhú thôi. Đây các bác, một đám luôn. Đây. Đá từ đây sang bên kia luôn. Sang tiếp bên kia. Ồ, thế này thì anh em nay lại về sớm thôi. Hôm qua anh Đông phá ao ấy quý. Bảo là có cái mấy cái mả lươn. Rồi anh em sang đấy mà bắt. Đi nó để bắt luôn. Này, toàn những cái to các bác. Cái này cái to này. Đấy, đi một lúc bồ, bồi bổ. Không biết bổ hay không nhưng mà cứ phải ngâm lấy một bình để uống tết. Cái này các bác mà ngâm rượu thì các bác bỏ thêm ít mật ong các bác nhé. Để cho nó đỡ bị chát, tại vì cái ngọc cầu này thì nó có vị chát của nó. Cái chát xít. Nếu mà mình ngâm nhạt thì không sao, ngâm đặc thì nó hơi chát. Đấy. Gần nào rồi? Gần nửa bao lâu rồi. Này, cục này to nhỉ, đẹp. Mới to đẹp. Cục đấy lại là không phải đào chứ. Không phải đào. Này nhổ nó lên đúng không? Cắt lên luôn, cắt luôn. Cái này về mà nếu mà cái bình vuông ấy, bình miệng rộng ấy, bỏ cả nguyên cái này vào luôn. Đây ngầm được 2 lít rồi đấy. Nó nhìn vào như kiểu san hô ấy, đúng không? Nhìn như kiểu san hô. Để nguyên cái đấy luôn. Đây các bác ạ, còn cái lá ngọc cẩu thì nó sẽ như thế này. Rồi cái này lên một cái cảnh lên thì nó sẽ ra 5 lá thế này. Dưới này các bác, 5 lá, 7 lá. 3, 7, đúng không? 5, 7. Đấy, cái này mới là đẹp này. Nhưng mà cái này khó lấy này. Nghĩa à, không khó tại vì nó nằm ở trên đồi. Nó bị xoáy mòn. Xoáy mòn. Bờ suối. Cái này sau nữa quý ạ. Cái này to này. Đấy, nấm cổ. Cái này là nấm ruột vàng các bác ạ. Nấm ruột vàng. Ngọc cổ thì có hai loại, ruột tím và ruột vàng. Được đầy một ba lô rồi, giờ lấy thêm một ba lô nữa thôi. Không còn mà lấy chứ. Kiểu gì chẳng còn. Cứ chịu khó đi là sẽ thấy ngay. Đấy, vàng cái này. Vàng không, muốn vàng thì phải biết trên này này, cắt trên này ra này. Cắt cái này ra là biết rồi. Đấy. Đấy. Đấy, cái này ruột vàng các bạn. Ruột vàng. Để cho ba lô xuống thôi. Bỏ vào thôi. Nó lại bỏ tiếp à? Ô đây quý, đây. À, cái kia to này. Cục to này. Hết lại có mó lại thấy. Cứ đi là thấy được mà. Này vào đá đây. Ui, cái mũi dao của tôi ông ơi. Nhà có điều kiện. Nói thế đấy. Đấy. Các bác lại hiểu nhầm. Hỏng đấy. To nè. To. Cái này. Thì cắn miếng xem. To. Có chát không? To. Chẳng biết là quý gặp gì mà em nghe quý đang khóc bên trước, đường trước này các bác. Này. Gì mà khóc. Mạnh thế. Con gì ăn hết luôn. Ui xời. Ăn hết luôn nhờ. Ăn hết thế cũng không lấy được, chỉ có lấy được cái bên kia thôi. Cái này để lại để nó nằm sau cái mọc. Cái bên được trước ấy. Đáng lẽ ra cái ba lô này để đèn với chân máy quay thôi mà. Anh cho luôn. Đấy thôi. Thiếu Ân mà, thiếu Ân thì thiếu một ba lô đúng không? Nhưng anh Ân đi thì ba lô thì được. Đúng là ba lô đấy nhỉ. Rồi, còn ba lô bên em thì đã đầy được các bác. Nhưng mà lát nữa sẽ còn bỏ được thêm một ít nữa. Anh em đi lúc nào đầy hai ba lô thì anh em sẽ về. Nhét vào. Xếp vào thôi chứ không phải nhét. Xếp thôi. Nếu mà không xếp thì nó đi nó sẽ sóc, nó bị gãy cái này này. Gãy cũng ngầm luôn mà. Hai ba lô. Rồi nhá. Cho thêm bên này đi. Cho bên này đi. Tại vì bên đấy cái đồ pin viết nó nặng lắm. Pin với là cục sạc dự phòng. Ăn cả lá, lấy cả lá vào à? Thì về cũng để ngồi rửa mà. Buộc cho chắc vào. Tụt đấy. Cả hai túi luôn đi.
không nhảy cả người vào luôn. Cắt nút luôn. Rồi, để đây. Có sản phẩm trở về rồi các bác. Nặng không? Nặng chưa? Được tầm 15 cân không? Không đến đâu, tầm hơn yến đâu. Hơn yến rồi. Anh em về đó các bác nhá. Ui, nặng. Anh em hẹn gặp lại các bác buổi chiều ngày hôm nay ở trong ao cá các bác nhá. Rồi, anh em về đã hả? Để đi thẳng nha thôi. Đường này này, đi đường này này. Đi tắt đường này này. Cái đường này, cái khu vực này thì nó bằng lắm các bác. Nó bằng nên là nó rất khó để mà định hướng được cái đường đi. Có khi là con trai trai ấy. Con này to không nào? Ô, ô, to lắm. Ui, to. Con này to lắm. Ui, cái này to thật. Con này nó cao quý đăng ấy nhỉ? À, cái lưỡi trâu mà. Ê, tìm đi, tìm đi. Sao quả không? Ok, ông này xem có cái gì này. Cái đầu kia ấy mà. Có điều. Không có, tưởng nó còn cặp chuối trong đấy nhỉ. Hạt rẻ gai. Chắc hạt rẻ là vào trong này nhỉ? Chắc là ai nhét vào đấy đấy. Thối mất rồi. Để chăm con ngao đi trận đấu đây. Đi nào. Đây. Đây chưa. Đấy. Ôi, con này bé. Đấy con vết này, lấy. Đừng. Con này bé. Bé thôi. Tí con to. Anh đâu ngơ. Đâu ngơ. Hết ngao đâu. Được chưa? Ấy tạm được, tạm được đấy. Để tôi lấy đi. Đập rất nhiều cá các bạn, đập để tiêu cho đồng ruộng bà con xung quanh đây. Có. Ui con to này, vết này. Đây. Đấy, nó đây này. Ui bé thôi. Đây các bác. Đây này. Có con đây này. Đang đi mà. Con này to đấy. Ui. Đây. To à. Kiếm lươn đi. Kiếm lươn thằng này. Sao nhỉ? Đây con này. Đây. Ở đây các bác. Đấy. Đây này. Lát ta lên trên trên kia kiếm lươn. Kiếm lươn. Con này to này. Này, con này mới to này. Thế vết nó đi như kiểu cái đường xe tăng này. Đấy. Thì giống như lên đèo sông Pha. Này là cái đập này anh tháo xuống để vãi lúa các bác ạ. Để trồng lúa vụ sau. Đang gieo xạ đấy các bác. Thấy mà. Cái lúa mà. Anh vãi bên kia bên này chưa? Bên này chưa. Đây. Đây. Đấy. Đây. Anh sẽ gọi là thu phục em. Xem lại đi sâu đấy. Độ lì của em đến đấy. Đâu? Đây này. Đường nó đi này. Và thường ra ngoài nhá. Này. Ngoài trong rồi. Em to. Vào trong tim em rồi. Được đây, vào được đây. Đây kìa, vào trong kia kìa. Đấy, đường đó kìa. Từ từ bình tĩnh. Để tớ xem. Đúng kia đấy. Xem, anh có đi sâu vào trong tim anh không nào. Đâu. Ôi. Từ từ đừng gọi. Ui.
Chó thật chứ. Lượn ao. Lượn ao. Bằng ươm đi. Ui trời ạ. Loại này không bố được nó luôn. Ui. Cái bằng ươm. Cần tới 3 con thế này thôi là được. 1 con. 3 con là được. Cần nó vào trong kia may mình còn ngó lại cái đường của nó đi. Nó ra. Ui to thật chứ. 1 con. Chục con ngao, 3 con lươn, rồi xào. Được đấy nhỉ? Xào là ngon đấy nhỉ? Ngon. Kiếm tiếp. Ở đây có 1 con này. Con này không sợ nó bé đâu. Cái mà này sợ nó to đấy. Cũng bằng con lươn thôi, đúng không? Ngứa tay quá. Ngứa tay hả? Không chịu được hả? Đây, nó trong này này. Đây. Ô, mất. Không mất đâu, trong đây đấy. Ô, tự nhiên sao mất luôn? Nó đi đâu rồi? Đi rồi. Nó trong này. Nó đang trên này này. Nó lên trên rồi. Chạy đâu cho hết nắng em. Đâu rồi? Đây. Đây này. Ui. Ui. Con này không to mà. Không to lắm nhỉ. Ui, lên. Con này nó ở chỗ này nhiều lá cây này. Nó đen này, nó xì này. Vào đây. Đây các bác. Hai con lươn và đâu chục con ngao nữa rồi. Nhanh. Mà con này to lắm. Lên. To lắm. Mà gai nhiều lắm, không đi nhanh được. Cái gì từ đi. Ui, nó rút nước rồi. Nó rút nước các bác ạ. Nó nãy đẩy nước vào để nó rút xuống đây tận này rồi. Chắc là nó rút lùi rồi. Rút lùi. Xem nào. Này. Cái đường nó đi này. Vừa đi không ra ngoài đấy. Tôi từ xem lúa đã. Lúa không có đấy, không có. Cái này không có lúa. Ừ. 3 con là được rồi. Có cái này á. Thế là không phải con bên này rồi, không động luôn. Lùi rồi, vào bờ rồi. Ui, bờ cứng lắm. Rồi, ui, nó ra ngoài ấy, không bờ đâu. Đấy, đang lên đường này này. Đấy, đang lên này nữa. Kéo kỹ vào. Mà chỉ có hai anh em nên là một người quay một người là phải bắt các bác nên là nó lâu hơn. Không rôm giả được. Không rôm giả được như hôm trước. Ui, có thể to lắm đấy. Cái này. Ui, nó rút thật vào đấy thật. Ui. Xong rồi, vẫn ăn rồi. To lắm. Không, con này. Phải phục con rừng đấy. Cái này có khi phải dùng câu. Con này phải vài lạng luôn ấy. Đấy. Kìa. Nó trên đấy mà. Rút nước. Đấy, nước rồi. Đang muốn không cho nó đi lên. Ui. Ui, cái ấm. Với quả không? Động tĩnh nó vào cống rồi này. Ui, hàng to lắm. Ở dã man lúc hàng lươn mất rồi. Hết đường nhá. Hết đường. Đấy. nó trên này. Toán tới đầu đi, trên đầu đi. Nó trên này này, sợ nó vào cái cống. Có cái cống ở trên này, trên chỗ trần tự ấy các bạn. Ở đây thì là không sợ, nếu mà nó cứ quằn đây thì là không sợ mất. Mình không kịp rồi, là mình chậm nó rồi. Các bạn là lúc đầu mình không làm ngay từ đầu luôn. Không làm ngay từ đầu, phải làm ngay được cái đường đoạn đường từ đấy thì nó không đi được. Con này to lắm các bạn. Con này phải 5 lạng đấy, này. Ú, một nồi đây. Nồi luôn. Ta chia ra hai món nhá. Hai món à? Ừ, hai món. Ta sẽ nấu cháo một ít này, với lại xào với tàu mùi tàu. Vâng. Đúng không? Vâng. Rồi, cái nước đó thì tí nó khoảng ra nhiều. Sẽ cái để nấu cháo. Khiêng quý ơi. Cái này phải khiêng đấy, nặng không lấy được đâu. Bây giờ đừng có làm một tay. Đấy.
Lên bếp. Nồi lửa lên đấy. Đây là gọi là nồi lửa lên em này. Hôm nay gọi chủ hồ ở đây uống rượu luôn. Hôm nay gần nhà đây là anh em mang theo rất nhiều đồ các bác ạ. Mình về nhà lấy thớt luôn à? Lấy thớt luôn. Thớt này thớt là nói chung là sử dụng cho những cái chuyến đi picnic thôi. Vâng. Còn những cái chuyến mà ở nhà, cái thớt mà để sử dụng ở nhà thì nó phải khác. Hôm nay thì ta cũng làm đơn giản thôi. Miễn là ở trong cái hồ này là thấy cảm giác nó ngon hơn ở nhà rồi. Nên là cũng bình thường thôi. Vậy là khác chỗ rồi đúng không? Khác chỗ. Với lại hôm trước là ta nước, hôm nay là xào với là nấu cháo. Nấu cháo thì nó có cái nước của nó thì nó ngọt hơn. Khác món đi. Đấy, bởi vì là hôm trước là ta nướng thì nó mất hết nước. Cảm giác nó không được ngọt. Ôi rồi. Há miệng. Con nào được thì mang ra trước đi, để cho những con sau. Úi, con này thì mất luôn rồi. Mất luôn rồi. Rồi lại một chỗ. Rồi tới đây rồi. Anh Đông bảo là cái này lát nữa bỏ xuống ao để cho nó đẻ lại, sinh sản lại. Năm sau là thu hoạch hả? Năm sau là thu hoạch. Cái anh chủ hồ ấy đang ngồi đây các bác. Anh ấy bảo là lát nữa cái vỏ ngao để cho xuống ao luôn. Anh bảo kiểu gì hôm sau anh mình chả kéo cá, anh bảo thế mà. Nếu mà bị là bị cá. Này dùng cái môi nhỉ? Mùa cạo chỗ này ra luôn. Này lúc ở nhà anh em rửa sạch rồi đấy các bạn. Còn ngao to. Cố bảo là cái này con này á là mình không nên đốt vỏ của nó. Ao nó không đẻ được nhiều. Nóng, cái vỏ nó nóng ấy. Kiểu giống như trứng ấy thôi. Trứng thì đập xong cũng không nên bỏ vào bếp. Thì nó nóng đít nó. Đít vịt thân ma. Cái đấy các là cụ. Đúng là giống như kiểu là các cụ là có kinh nghiệm. Vâng. Mày nghe anh em gọi mà. Nói tóm lại là khách cũng vừa mới về. Nên xong. Là không kịp thay quần áo đúng không? Không kịp thay quần áo. Đấy mình biết ngay cái câu chốt đằng sau là câu không kịp thay quần áo đâu. Đi bắt ngao cào hến với anh em. Nhưng mà đang có khách. Và khách vừa về thì lại anh em gọi là đi luôn. May là không say. Không say. Đấy. Dùng chính cái vỏ này để đánh nó. Lát nữa mình phải làm sạch sẽ bên trong. Toàn cháo hôm nay không cần phải bỏ cái quán nữa đâu, mình chỉ cần nấu cái nước ở đây được rồi. Nước hả? Ừ. Nước thôi. Nước là quá này... ngon rồi anh ạ. Ừ, thế thì để lát nữa này anh phi hành thơm đi. Hành là được rồi. Anh bỏ vào, rau thơm. Rửa lại lần nữa, rửa để nặn để cái bùn. Có cần cắt đôi không nhỉ? Con nào to chứ? Phải cắt đấy, chứ không là nghẹn đấy. Nuốt ai mà nuốt ai mà gắp cong đũa là nghẹn được thật rồi, đấy, nó ực. Nặn ra nấu lấy nồi pịa. Cái ngao này em thấy có người đánh tiết canh ngao đấy. Tiết ngao này như là ngao thì nhân thì nhân ngao rồi. Nhưng mà tiết thì tiết lợn, có người đánh tiết canh ấy. Quý thử chưa? Chưa. Thế em nào lấy quý phải review món đấy thôi. Quý review mới ngon các bạn. Các bác cứ bảo anh em hay quay cận cảnh miệng quý nhưng mà thực sự là quý review món á, nhìn cảm giác nó ngon miệng hơn anh em, tự nhiên hơn anh em. Nhiều hôm là ví dụ anh review món thì đang lại nhìn thấy một cô gái bên kia lại thẹn. Đấy, kiểu thế. Kiểu há không được to ấy, há miệng không được to. Đây là phần gia vị mà chúng mình chuẩn bị, gồm có hành tây này, ớt. Này là hành tím ta, rau thơm. À, nhiều ớt thế. Húng vịt đấy. Húng vịt. Đây là rau mùi hả chú? Đấy là rau mùi tàu. Thế có cả chanh nữa rồi. Nó tóm lại là hôm nay cũng đi hơi vội nên là cũng mang theo một số cái gia vị cơ bản thôi. Cơ bản thôi, không chuẩn bị được hết nữa. Cắt ba chú, cắt ba cắt tư à? Cắt ba cắt tư à. Vâng. Muộn gì thì cũng phải lấy vợ thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì cũng chưa... Xin khất lại. Chưa biết phải đúng. Thông báo với các bác là đúng, báo cáo các bác là hẹn. Các trong năm sau. Bỏ ít rồi đấy. thôi, thế thôi. Cần bỏ muối không? Nói chung là ớt này là ớt đấy, là bỏ luôn bỏ gia vị vào gia vị ok. Ủ vừa thôi rồi, muối vừa cái này thôi. Bỏ tượng trưng nhá. Rồi lươn chín rồi thì đặt cho cái này vào. Đĩa to luôn nhá. Thì các vệ sinh cái khay này luôn ok luôn, rửa cái khay thật sạch đi để lát ta cho ra cái khay luôn. Thấy là chưa
đủ độ cay. Gọi là không phải độ cay mà cái màu sắc như này, ớt này là chưa cay, còn cái ớt một lát nữa là ớt cay bên này này, đây này. Ớt cay là bên này. Có cái đấy vào. Ôi, đang còn cái món măng chua ớt này cơ mà. Ớt này ớt cảnh thôi. Cho thêm một chút cái này vào cho nó chua nhỉ. Gọi là có thêm phần long trọng. Long trọng. Được, cũng được, cũng được. Măng chua ớt các bạn. Nhưng mà cái này nó cũng mặn rồi nên là bỏ số lượng vừa thôi. Lát nữa là mình có ăn thêm thì mình bỏ thêm. Cái món này là lâu lắm mới được ăn. Thì cái hôm xuống hôm đấy đến giờ. Đến hôm nhà Ân nhà. À, hôm đấy là mình nướng mỡ hành, hôm nay mình xào mà. Hôm đấy là nướng mỡ hành, còn hôm nay thì để như thế này nó mới có cái độ ngọt. Ổn rồi đấy anh em ơi, ổn rồi đấy. Rau thơm vào đi. Rau thơm nhá. Cái này là rau mùi tàu các bác ạ. Em sẽ cho một số lượng vào, còn để một ít để lát nữa cho vào nồi cháo. Rồi. Còn là thêm cái này nữa. Rau húng lợn. Cái này mẹ cho tí vào. Được. Được. Đảo đều, bắt xuống thôi. Ngon thật. Nhìn thấy là hấp dẫn luôn quý nhỉ. Em nhìn thấy em đói rồi đấy. Ok, xuống nhá. Hết phim. Qua từng đồ nữa. Không, anh cẩn thận đấy. Cho xuống này luôn. Rồi, bắt đầu cho ra khay luôn. Có gì ngon hơn món này? Cứ bảo tại sao mà mình cứ hay uống rượu mà... Mùi ngon mà. Uống rượu thì nhưng mà cũng số lượng rượu là vừa phải các bác ạ. Có mùi ngon à. Lúc nào cũng say sưa suốt ngày rồi là không làm được việc say đâu. Say dày đấy, không phải say sưa. Không phải là không làm được việc mà là cũng có cái độ điểm dừng thôi. Nhưng mà mình cũng hay uống mà. Ừ, cũng hay uống. Cái đấy là báo cáo thật sự với các bác là hay uống đi. Rất hay uống rượu. Mình hay tử hay tâm. Một khay to đùng. Cái này một khay bỏ ly. Khay này phải mấy cân với chứ. Ủa nặng lắm. Hơn cân. Hết nhá. Để là anh xào cái nhân cháo. Giờ ăn này các bác ạ. Như là nấu xong rồi đấy ạ. Cái ngày còn là có dày nâu mà. Nhưng mà con to là không gì cả. Đấy, cái này nấu này. Bát rượu để cho dễ cụm. Để ở đây mời các cụ. Con lộc. Đấy, mời đi. Đấy. Chưa gì là có lộc này, lộc to luôn. Mình đi con chảo vào trong hồ này, trong ao này. Nhưng mà kiếm được ít đồ rồi cũng mời cả cổ trong đấy ra ăn ỏng về con về chảo mất bựa này. Một thìa mạnh thịt lươn thịt ngao này. Rồi là ỏng một chén rượu này. Đấy. Giờ đến lượt anh em cho chú ta này. Rồi chúng em mời tất cả các bác dùng bữa chiều với các bác chúng ấy. Em nhá. Em cũng mời các bác nhá. Anh Đông nhìn to thế này thôi nhưng mà lại cháu của chú Minh các bác ạ. Cháu là nghe. Ông Minh ở đây là to nhất đấy. Nhưng mà nhiều khi làm chú là cũng cái này nhiều quá là cũng hơi mệt đây này. Đấy. Tức là con kính trên nhường dưới mà. Mời anh em đi. Vậy nhá. Mời các bác. Rồi. À chà, rượu ngon. Lốt luôn. Cảm ơn các bác nhá. Này, làm luôn này. Anh em đi. Chút. Rồi anh em, chúng em mời các bác. Mời các bác dùng tạm bữa tối với anh em, bữa chiều với anh em. Ô dạ, rượu thơm đấy nhỉ. Thơm. Rồi, mời anh. Rượu này ngâm cái gì tự ơi? Rượu này là cái bình rượu Minh Mạnh Khang của anh Tĩnh, anh ấy gửi cho anh em. Mời anh em. Mời các bác. Rồi, mời các bác. Con này là con trai này. Trai, đúng là trai. Không, bây giờ phải dùng món lươn trước. Anh em phải review món lươn trước đi. Này chú Hồ ăn lươn đây này, nuôi mãi mới được con lươn đấy. Anh Đông thì là em và anh Đông thì hay chơi với nhau các bác ạ. Okay. Hiện tại thì anh đang rút bớt cái nước ở dưới hồ này để anh xạ cái lúa ở trên này để sang năm. Anh ấy gọi là cái lúa đấy để sang năm làm cỏ luôn các bác. Làm cỏ cho cá luôn. Hồi cày đây em ạ. Hồ này tính ra mấy hecta anh Đông nhỉ? Đó là chú ăn 5 hecta. 5 hecta. Chú ăn phải cái 5 hecta mà thì ướt đấy thôi. Đầy mắn nước, đầy mắn nước là 5 hết. Năng phải cho tim muối được. Hồ này thì cách nhà em có 500m thôi các bác. Và cách nhà chú Minh cũng tương tự như vậy. Đấy. Còn cách nhà Quý thì là 11 cây. Rồi, em mời các bác. Này, lúc nãy Quý gắp hay chú Minh gắp nhỉ? Cái miếng này á. Cùi miếng lươn to thế. Miếng lươn. Hôm nay mình có bỏ đường không nhỉ? Cái món lươn này á? Không. Sao nó ngọt ngọt nhỉ? Ngọt à? Vâng. Có con trai nó ngọt mà. À đúng rồi. Đúng.
vị ngọt còn thân ra. Tại vì nghe vị nó ngọt ngọt. Anh Đông dùng đi. Mạnh mạnh giờ tùy anh, dụ anh em mình ngồi nhau nhiều rồi, nhưng mà hôm nay vào máy quay thì anh mình cũng ngại. Cứ uống như mọi hôm anh em mình uống đi. Thế. Mời chú Quy ra nha. Vâng, cảm ơn nha. Hết rồi nha, cạn nha. Úi trời. Úi trời. Chúc các chú sức khỏe. Anh Ngân thì dạo này đang bận các bác, này là anh em cũng không thể gọi được. Thì anh ấy hôm nay đã là 14 rồi. Cảm ơn chú. Mấy hôm nay là chắc là đang gửi tiếp mời. Tiếp mời với là mời. Đi chụp ảnh. Với lại chụp hình. Mời đây. Nó mất. Ta lại đến lượt ta rồi. Lại chú cháu ra thôi. Đến hôm cuối tháng này là mùng 2. Nếu mà các bác nào ở gần thì có thời gian thì đến chơi với anh em nhé. Hôm đấy là anh hôm 2 là ngày 24 dương này. Em muốn dương. Hôm đấy ta tập trung ta đi nhỉ? Ngồi anh em mời các bác đến chung với anh em tại gia đình nhà anh Ân. Một chuyến xe lên Quan Sơn, lên chú Ngân. Chuyến xe lên mình phải ở lại mà, ở lại xong rất đâu về mà. Hôm đấy anh Đông cũng đi mà. Đi anh luôn. Em mình đi cùng mà. Anh Đông cũng đi luôn. Đi cùng luôn. Chú Ngân cũng đấy, chú Ngân anh em đây bảo lại chuẩn bị say với đội này rồi. Anh em đang ngồi một lúc thì đàn trâu về luôn. Ở đây làm chén, làm chén này. Đây là đây. Làm một cốc đấy. Có đây là uống một chén một cháu chú ơi. Dạ. Nói chung là châu để cho nó ăn dần về. Anh Quyết là đang đi quản lý tiền. Này là đúng là ngày ngày mang tiền lên đồi thả này. Cái này là rắc một đống tiền đi chơi đây này. Đống tiền đi chơi. Đây là 6 con. À 5 con. 5 con là 8 con. Chú mình nhà nhà cao nhất. Mấy anh em trong nhà các bác. Đông uống chéo với là Quyết đi xong rồi đến chú. Đừng uống vừa đi. Hết đi chú. Hết. Giữ tiền cẩn thận nhá. Cầm một đống tiền đấy. Đấy. Này không có lúa nữa đâu anh ạ, trong này không có lúa đâu. Ngoài bắt đầu có rồi đấy, anh Đông vãi rồi. Anh Đông đây lúa cháu lên này, chú cứ đem ra đây chú thả cho nó ăn. Đây là gắt ơi, gắt sớm của cháu hả? Bác làm một cái miếng này. Đây. Đũa mới. Xong rồi bác làm với em một hớp. Tình cảm của anh em qua lại với nhau bấy lâu nay. Đấy. Lâu lắm rồi mới gặp anh. Thế đúng không? Đây là anh Quyết các bác ạ, anh người anh trong gia đình của chúng em. Mình mọc anh em là xóm từ cái nào. Làm bọn em là bọn em cứ chơi nó liên khúc luôn đấy. Em mời bác đi, em mời bác nha. Thôi tranh thủ dùng cái này. Cảm ơn chú nhé. Vâng, em bảo rồi. Anh phải uống mạnh những hôm anh em không quay ấy, những hôm ở nhà ấy. Uống bằng tô. Uống bằng tô. Anh Đông thì là gọi là anh họ bên vợ của Tự ấy các bác. Hai anh em thì suốt ngày là có rượu là có kèo rượu và là lại gần cứ nhau. Gần nhau. Nhưng mà nói chung là cũng lúc nào rảnh rỗi thôi. Rảnh rỗi thôi. Chứ còn đang còn bận công việc nhiều. Đông thì cũng chạy xe hàng hóa nữa. Rồi anh em cũng đi rừng. Các bác mà gần mà mua vôi thì liên hệ anh Đông nhá. Đó anh em trước là lấy vôi của Đông đấy. Chuyên cung cấp vôi cho. Vâng, cung cấp vôi cho huyện Như Xuân mình. Bảo cái chuyến xe lưu động đấy, hôm sau sẽ là chuyến xe của anh Đông đi. Hôm nào ta đi một chuyến nhỉ? Ừ. Ta sang chuyến xe lưu động lên mình chơi chuyến Hồ Na. Hồ Na ta đi đến đấy ta mang máy ta hút cá. Bắt lượn. Làm cái cho mình mẫn đi rồi để tính cho này. Là cái này là làm cái đông à? Làm cái đông luôn. Cái này là cái chốt kèo này. Chốt kèo cái vụ chuyến xe lưu động nhá. Rồi. Sức khỏe nhá. Rồi. À chú cháu lại uống thôi. Hết à? Ô, hết á. Nói nghe. Không nghe hoảng. Hốt hoảng. Nghe hoảng luôn. Đấy, lươn này. Ừ, một lươn này cũng phải được một đĩa nữa luôn. Rồi rồi. Xiên thật hết. Cái lươn đúng là. Đúng là được cái mà con. Cái ao á, được cái là con lươn nó to nhiều. To hơn. Trước rồi anh mình nhỏ bắt được hai con mà ăn sướng luôn. Con nào chúng to như con này này. Ừ. Quá. Lan người ta ăn mặt trao cho nó ấm bụng. Có lẽ thì anh em cũng xin kết thúc video đây các bác ạ, vì là hôm nay anh em cũng đi lấy được một ít ngọc cầu này, rồi qua nhà ao này anh Đông trôm được một ít ít ngao mà toàn món ngon. Thì nếu mà các bác yêu quý anh em thì cho anh em xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ các bác nhá. Anh em xin tạm biệt các bác. Chào các bác nhá. Chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Tạm biệt các bác. Tạm biệt các bác. Và anh em hẹn gặp lại các bác ở những video gần đám cưới của anh.